Đi du lịch mang theo cả tỷ đồng mua đất rồi bỏ quên ở quán cơm. Ngày 12 tháng 4, vợ chồng anh Trần Đình Quang, sinh năm 1986, chủ quán cơm ở thành phố Vinh, Nghệ An cho biết, từ khi trả lại được cho vị khách để quên chiếc túi có chứa 1 tỷ đồng bên trong, vợ chồng anh nhận được rất nhiều sự quan tâm hỏi thăm của mọi người. Theo anh Quang, vào trưa ngày 10 tháng 4, có 4 khách nam vào quán ăn. Sau khi 4 vị khách này ra về, nhân viên dọn bàn phát hiện chiếc túi ở ghế và đưa lên để trên kệ ngay cạnh bàn ăn. Ít giờ sau, anh Quang thấy chiếc túi của khách để quên nhưng vẫn không có người đến nhận nên đã kiểm tra mới giật mình khi thấy bên trong có rất nhiều tiền, đếm sơ qua khoảng 1 tỷ đồng. Đến hơn 15 giờ cùng ngày, có vị khách đã gọi điện đến cho anh Quang, báo để quên một chiếc túi xách màu đen với giọng khá lo lắng. Khi biết chiếc túi vẫn đang ở quán, vị khách này thở phào và cho biết mình đang từ Thanh Hóa quay trở lại nhận túi. Được biết, những vị khách bỏ quên túi trú tại thành phố Hà Nội, ngày nghỉ lễ nhóm này đi du lịch và có mang tiền để mua đất. Tuy nhiên, trên đường về thì để quên túi mà không biết, sau khi đi gần hết địa phận tỉnh Thanh Hóa mới phát hiện ra quên túi và quay trở lại tìm.